Bán một cái bức tranh đó là bao nhiêu tiền? Một bức tranh là bán 200 ngàn. 200 ngàn mà một tháng anh bán được hai bức tranh à? Hai bức tranh thì được có 400 ngàn à? 400 ngàn. Mà sao mà trang trải được trong một tháng? Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Chiều nay thì Phương sẽ quay một hoàn cảnh ở Nha Trang đó bà con các bác. Một hoàn cảnh của anh này đó là anh nghệ sĩ đường phố. Thì có mấy lần Phương cũng đi cái con đường Trần Phú này, thấy ảnh rất là tội nghiệp. Ảnh vẽ tranh rồi anh bán cho khách du lịch đó. Thì Phương thấy ít có người mua, mà trời lạnh, rất là lạnh, ảnh ngồi suốt cái trên vỉa hè đó bà con các bác. Thì hôm nay thì Phương sẽ ghé thăm và hỏi cái hoàn cảnh ảnh như thế nào ha. Bây giờ Phương cũng đang đứng ở trên con đường Trần Phú, biển Nha Trang đó bà con các bác. Anh ngồi ngay cái góc đường Trần Phú biệt thự bà con các bác. Bây giờ Phương sẽ đến hỏi thăm rồi Phương sẽ ủng hộ ảnh ít tiền, thấy rất là tội nghiệp. Phương cũng mấy lần Phương hỏi đó, ảnh là ảnh là người ở Duyên Khánh đó bà con các bác. Ảnh ăn chay trường không? Mấy hôm rồi Phương hỏi cái chị bán chuối này, nhiều khi anh nấu cơm đó là anh ăn 2 ngày luôn, chỉ anh ăn toàn là xì dầu không á bà con các bác, rất là tội nghiệp. Trời lạnh nữa thì cũng nghe cái chị bán chuối đó nói nhiều khi mà không có tiền phải là đi bộ tới đoạn nào thì xin quá gian. Bây giờ Phương sẽ xin quay đường ha. Trời hôm nay thì cũng nắng đẹp nè bà con các bác, gió ít, mấy hôm là gió lộng lộng mà Phương thấy anh ngồi rất là tội nghiệp luôn. Anh đã hay ngồi chỗ này nè, ngay góc đường này nè, Trần Phú biệt thự nè bà con các bác. Dạ chào anh, chạy xe ôm được không anh? Đạt được, sống qua ngày. Cũng sống qua ngày à hả? Dạ. Anh hay chạy ngay góc này hả anh? Góc này. Dạ. Còn chị chú nướng này là ngày nào cũng ngồi đây đúng không? Dạ. Ngồi buổi sáng mình chỉ bán buổi chiều thôi đúng không? Hai giờ rưỡi mới ra. À, chị bán là khoai lang nướng nè. Cái khoai lang nướng này chị bán bao nhiêu một ký? Rau bé củ của nhỏ 10 ngàn, của lớn 15 ngàn. À, của lớn là 15 ngàn, của nhỏ là 10 ngàn. Chị bán ngay góc đường này nè bà con cô bác, Trần Phú nè, biệt thự nè. Hôm nay thì em sẽ ghé lại cái anh bán chanh đó anh, thấy ảnh rất là tội nghiệp. Thì anh sẵn đây thì em hỏi anh là cái anh bán chanh đây đó là anh ngồi đây lâu chưa anh? Lâu rồi. Anh bán lâu rồi hả? Thì có người nói là có cái ảnh có thời gian anh bán ngồi đồng đế nữa, thì anh bán đây thấy được không? Thấy lắm, còn bán chưa được bức. Thấy lắm, anh còn yêu chanh thì mới mua được. À vậy đó hả?
bữa không có tiền ăn cơm nữa. Rồi không có tiền ăn cơm rồi ăn ở đâu? Nước còn ngọt lấy cho nước. Giữ cơm cho ông ăn, có khi chị giữ cơm cho ông ăn. Thôi chị giữ cơm. Giữ cơm cho ông ăn. Có gì khi ông lấy cho nước hôm qua thì uống cả no rồi. Nước này cho khách sạn á hả? Cái tội nghiệp gì? Mà bữa chị nói là ảnh nhiều khi không có tiền về đó, rồi sao ảnh về nhà? Chị bộ, đi ký. Chị bộ Trang. Chúng em đi đoạn ký, đoạn ký. À, đi. Chị ra trên ký á. À. Chị đi ký một chỗ lên chỗ tôi ký á. À. Chị biết nhà ảnh ở đâu không? Không, biết nhà mẹ cho bộ tôi ký á. Phương thấy ảnh rất là tội nghiệp nè. Trước màn hình bà con cô bác là anh vẽ tranh ha, bán tranh vẽ nè. À, Nha Trang xưa đó bà con cô bác. Đó Phương sẽ tới hỏi ảnh như thế nào ha. Em chào anh ạ. À. Em thấy anh ở lâu hay ngồi ở đây lâu đó. Rồi anh bán tranh như thế nào? Thấy anh tội nghiệp quá, lúc nào em tới đây em đâu có thấy anh mà bán tranh có khách đồ mà mua đồ anh. Không có, không hơn nửa tháng đây là không có bán được gì hết á. Dạ. Bán là cũng lâu rồi. Anh bán vị trí này là bao lâu? Được hơn năm rồi. Dạ. Hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi. Trước kia là bán hoài đồng đế á. Dạ. Đi lên trên con nuôi dạy trẻ. Đi xuống hồ rớ. Đi xuống đường Lê Hồng Phong. Dạ. Đi bán đủ chỗ hết á. À, bán cũng không được. Rồi về đây ngồi luôn. Dạ. Coi như là về đây là đóng đô luôn á hả? Về đây đóng đô ở đây luôn. Buôn bán ở đây tại đây là các khách du lịch. Dạ. Lúc có khách du lịch người châu Âu. Dạ. Khách Nga đón mua về cái văn hóa của người Việt Nam. Dạ. Những cái bức tranh của người Việt Nam đây. Dạ. Đen trắng họ thích. Dạ. Người Việt Nam cũng mua. Dạ. Cũng ham mộ người Việt Nam, nhớ lại người ký ức của người Việt Nam của quá khứ ngày xưa. Dạ. Người ta thích. Những bức tranh này đó em thấy từ những cái bức tranh mà anh vẽ về xưa đó là những cái địa điểm nè. À, bên đây là Phương thấy một chiếc xe lam ha, có một chiếc xe lam Nha Trang cửa ế nè và bà con cứ bác. Rồi bên đây là biển Nha Trang đúng không anh? Biển Nha Trang. Anh giới thiệu cho bà con cô bác khán giả những bức tranh anh vì sao mà anh yêu thích những cái tranh xưa này, anh có thể anh nói ạ? Tại là cái tâm hồn của anh ạ. Văn Văn Lộc đã sống từ nhỏ đến lớn ở Nha Trang này. Dạ. Như là mình cũng thích về cái ở Nha Trang ngày xưa. Dạ. À, đây là những cái bức tranh Chê Lam ngày xưa là trước thời Pháp. Dạ. À. Đây là Nha Trang cửa bé ha. Nha Trang cửa bé. À. À, các cảnh bình minh nè. À. Dạ. À, cảnh bình minh nè. À. Cửa bé là à. Quê của Phương đó bà con. Dạ. Cô bác. Đây bãi biển Nha Trang. Đây bãi biển Nha Trang. Đây vào cửa đông cửa tây. Từ Nha Trang lên cửa đông cửa tây là tới 10 cây số. Dạ. 10 cây. Là cửa đông cửa tây xưa. Đây là một cái bức tranh là Lộc đã vẽ đêm hồi hôm. Là Tháp Bà ngày xưa, cầu bị gãy. À, cái đầu cái cầu đó của Pháp đó. À, bị gãy đó. Bị gãy đó. Đây, là Tháp Bà. Tháp Bà. Đây là một cái làng trà, cái người dân đi đánh lưới ngày xưa là dùng cái thuyền bơm. Dạ. Dùng cái thuyền bơm để đi đánh cá, chứ không có cái động cơ, không có cái máy móc gì hết đó. Dạ. Họ đánh cái cá để đi lướt gió. Đây là một cái bức xe ngựa, là người nông dân ở thôn quê, là ngày xưa là đi mua gánh ban bưng là phải đi dùng xe ngựa từ Nha Trang lên tới Tân Thành. Dạ. Nha Trang thành 10 cây số. Đây là những cái đồng muối. Đồng muối ở Nha Trang này ngày xưa là người ta là muối ở đồng muối ở đường Lê Hồng Phong. À, là muối đồng muối đó bà con các bác. Còn cái bức tranh này anh, cái bức tranh này là ở ngoài Ba Làng.
là một cô sinh viên, cô sinh viên đi học về ra biển, nhớ nhung về đất nước Việt Nam mình, những người buôn bán ở bãi biển, những chiếc thuyền ngày xưa đánh cá. Đây là cầu thành, đây là một cái cầu thành, sinh viên đi học, sinh viên đi học, người buôn gánh bán bưng đi học về, là đây là có 5 người là sanh lão bệnh tử sanh, 5 người. Cái cầu thành này đó, anh có thể anh nói là cái cầu này bắc qua con sông đó là năm mấy, anh có nhớ không, là cái cầu gỗ này nè, cầu gỗ này là trước năm 1964. Nó bắc qua cái sông nào anh? Bắc qua một cái sông cái bây giờ là thuộc về cái xã hay là cái huyện nào? Huyện Diên Khánh. Rồi còn cái sản phẩm nào nữa không anh? Để bà con cô bác có thể là coi cái kênh của em và nhớ lại những cái cảnh xưa đó. Đây là sách lô ngày xưa dùng cái công lực để đạp chiếc lô thật khổ. Ngày xưa là họ rất khổ đi đạp dùng những cái chiếc lô này. Chứ bây giờ là dùng máy móc, máy điện. Người ta bây giờ, ngày xưa là người ta chỉ đạp được cái lao lực người ta cũng khổ. Đi vào một cái cảnh biển Nha Trang. Rất nhiều lắm. Anh còn cái địa điểm nào mà xưa anh có thể anh lấy ra đây rồi nhiều khán giả biết được là đây là bãi biển Nha Trang. Tất cả là những cô sinh viên bằng văn hóa Việt Nam, những cô sinh viên bằng áo dài đi học ra biển. Ngày xưa là người nông dân dùng con trâu này để cày bừa. Cái đó là biết rồi. Mà cái bức tranh này đó gần cái ruộng mà đâu có biển đâu anh. Cần, thấy coi như là có bên kia có biển kìa. Cái này là trụ. Cái đó là anh tự phân ra anh vẽ đúng không? Chứ đâu phải như mấy giống như cái kia ha. Ruộng. Đây, cô sinh viên này. Bằng áo dài. Đi học. Anh là họa sĩ đường phố, là anh có cái tên ở bên anh Nguyễn, anh cái tên của anh là nằm bên góc cái bức tranh đúng không? Rồi, góc bức anh tranh tên là Văn Lộc hả? Văn Lộc. Ngày xưa là những người nông dân, người ở đồng quê, khi mà nước rồng họ đi bắt ốc, cá. Nhưng mà anh Nguyễn, cái tranh này là thuộc cái địa điểm nào? Cái này ở trên đồng quê, trên sông á, sông ở thành đầu á. Có thể mà anh phải biết nhiều khi những cái cảnh này đó, bà con có thể mà bây giờ em quay lại để họ nhớ là nhiều khi đó mấy cô bác khán giả có thể biết được là cái nơi của ngày xưa của mình ở, nếu mà anh biết được cái địa điểm những cái bức tranh này anh vẽ đó thì rất là hay ha. Nhà Trang xưa, CP đi học. Đây là biển rồi đó, anh cũng vẽ nhiều bức tranh xưa đó bà con cô bác. Đây, đi tàu ngày xưa đánh cá. Đây là thuyền buồm ngày trước là chưa có máy móc đó bà con cô bác, là người ta dùng thuyền buồm ha. Thuyền ngày trước là thuyền buồm ta đón hướng gió mà đi đó, đón gió đi, hướng gió rồi nhìn sao nữa. Đây là bức tranh Trăn Châu, đồng quê ha. Đồng quê.
là bức tranh chùa Bao Cầu. Dạ, chùa Bao Cầu. À, hình như là em thấy có cái cầu sắt rồi, đúng không anh? Đây cầu sắt đây. Đó là cái đây, đây là cái gì? Đây cầu sắt. Cầu xe lửa hả? Cầu xe lửa, cầu sắt, cầu xe lửa. Cái cầu đây kêu bằng cái cầu gì hả? Anh nói cho có thể anh, cho bà con khán giả biết à. Đây là một cái cầu sắt bắc ngang qua đặt tàu xe lửa để đi, đi rồi, mà qua cái là ở đâu? Cái. Thôi bây giờ thuộc ở đâu anh? Ở bên đó thuộc từ Vinh Hộ hả? Vinh Hộ. Đâu? Phải không? Ngọc Hiệp hả? Ngọc thuộc về bên Ngọc Hiệp. Ngọc Hiệp. Đây, anh Kinh Châu, chăn bò, chăn nhí. Ở những sản phẩm của anh Văn Lộc đó, thì anh cũng vẽ ra những cái sản phẩm này thì anh, em nghĩ là chắc đã lâu lắm rồi đúng không anh? Lâu rồi. Lâu rồi mà bán thì cũng không có ai, ít người mua, không có ai mua đúng không? Cũng có người mua rồi mới vẽ lại. Dạ. Người mua rồi mới vẽ lại. Đây cửa đông cửa tây. Đây là cổng thành ha. Cổng thành ha. Nó có hai cổng. Dạ. Cửa đông và cửa tây. À, sinh viên đi học về. Dạ. Đó một cái cảnh bình minh. Rồi bây giờ anh xếp lại rửa nước gọn lại. Em hỏi về cái cuộc sống anh như thế nào ạ? Phương nhiều khi Phương đi làm về Phương rấy thấy ảnh rất là tội nghiệp, nhưng mà con có bác ngồi ở cái góc này đợi có ai đó mua một cái bức tranh để kiếm sống đó bà con có bác. Anh ngồi cho em hỏi một chút ạ. Đây một bức tranh cho các cô bác. À, bức tranh rồi rửa nước không sợ anh. Cái này bằng chất liệu gì anh? Ở đây sơn dầu. À, sơn dầu. À. Rửa thôi nước thoải mái. Không sao anh. Rồi, anh ngồi em hỏi một chút ạ. Anh vẽ đây là anh vẽ là cái năng khiếu của anh hay là hồi đó anh có học qua trường lớp gì không? Ờ, cái này vẽ gì năng khiếu. À, bán mà mưu sinh bằng cái nghề vẽ tranh này nè. Mưu sinh được 2 năm rồi. Được 2 năm rồi. Trước đó thì anh cũng vẽ tranh hay là anh làm cái gì? Trước đó đi xe ôm. À, chạy xe ôm. Chạy xe ôm. Chạy xe ôm rồi học về tiếng Anh và tiếng Pháp. Học tiếng Anh và tiếng Pháp. Dạ. Yeah. Để kiếm sống. Sau này tới dịch Covid rồi. Dạ. Covid rồi ở khách nhà. Du lịch không có luôn. Có luôn. Khách Tây cũng không luôn. Không luôn. Dịch rồi. Anh như anh ơi, hồi nãy giờ em quên hỏi tên anh đó. Anh nói cái tên anh là tên gì ạ? Cho em hỏi tên anh là tên gì ạ? Nguyễn Văn Lộc. Thì anh vẽ tranh ở đây đó. Thì cái mùa mà nếu mà người ta mua tranh nhiều đó là một ngày anh kiếm bao nhiêu tiền? Cái này cũng vô chừng đôi lắm. Cũng xui hả? Cái mùa du lịch đó. Mùa du lịch có người mua 2 cái, 3 cái, 5 cái cũng gặp cái luồng cách rồi vô cái gì là cách. Và tháng bán được 2 cái chanh. Tháng 2 bức chanh hả? Tháng có bán 2 bức chanh. Vậy là anh bán một cái bức chanh đó là bao nhiêu tiền? Một bức tranh là bán 200 ngàn. 200 ngàn mà một tháng anh bán được 2 bức tranh à? 2 bức tranh thì được có 400 ngàn à? 400 ngàn. Mà sao mà trang trải được trong một tháng? Cũng lây lóc ban ngày, nếu mình không có thì bà con cô bác thấy hoàn cảnh là người ta cho gạo, cho cái này cái kia để mà ăn. Dạ. Sống. Lúc cũng đi tới nhà anh em đồ xin gạo. Dạ. Anh chị cũng cho một bữa hai bữa thôi chứ không, dạ, không cho nhiều, xin gạo gì nấu thôi. Dạ. Tại vì sống có một mình thôi. Dạ. Thì anh chưa có gia đình hả anh? Cũng có gia đình chứ mà
không khổ không à. Khổ thì ta về cùng kế. Dạ. Không, ý anh nói là gia đình của ảnh như thế nào á, vợ con là sao anh? Là vợ có vợ nhưng mà vợ bỏ đi 4 năm rồi. Dạ. Đợi nó có khách chồng khác. Dạ. Nghĩa là bây giờ anh sống một mình rồi, anh có nuôi con cái gì không? Không có con cái gì, bây giờ sống một mình ăn để mà tu học thôi. Dạ. Có nuôi mẹ già không? Không có ai, sống một mình. Một mình luôn? Một mình. À, một mình coi như là anh em đâu có gần không? Ờ, cũng ở xa chứ không được gần. Anh ở kêu bằng Duyên Khánh là ở đâu anh? Duyên Khánh là thuộc thôn nào? Thành là rồi. Được cái thôn xẻ chứ. Đây mình đang ở tổ 15 Vĩnh Điện Thượng, xã Vĩnh Hiệp. Xã Vĩnh Hiệp hả? Vĩnh cũng xe đó. Cũng xe chứ anh. Đây lên là nói chung. À dạ. Đây lên đó tới 6 cây. Dạ. Có bữa đi bộ về 2 tiếng rưỡi về mệt. Được. Không ăn. Anh đi bộ. Anh bộ từ đây mà về đến Duyên đến Suối Hiệp. Về tới già luôn. Tới nhà luôn. 2 tiếng rưỡi bộ. Mệt không ăn nổi luôn. Coi như là không có tiền, không có tiền, không bán được đồng nào hết. Bây giờ có bán được mình cũng để giữ lại để những cái ngày mình không có để mình mua gạo, mua những đậu, mua những cái rồi để mình ăn. Dạ. Tại vì ít tiền quá, đi xe thồ thì họ hết rồi. Ngày mai mình không có tiền mình mua rau để chút đậu để mình nấu ăn, mình phải tích lũy lại, mình cố gắng phải đi bộ về thôi. Chơi trường các bạn. Ăn chơi trường hả? Anh ăn lâu chưa? Ăn hơn năm rồi. Anh ăn gì lúc mà em có ngang qua em hỏi chị bán chuối đó, cơm anh đỡ 2-3 ngày anh ăn là có không? Ăn nó thiếu luôn à. Nhiều khi mà bán không có được là anh ăn được ăn luôn. Ăn đi tin anh no cái bụng thế. Rồi. Bây giờ mình bỏ thì cũng ăn tội thôi. Ăn chay với xì dầu. Chay xì dầu có tiền thì mua câu củ rau củ quả rồi mua đồ ăn thôi. Dạ. Cá thịt không ăn. Anh ăn chay lâu chưa? Anh ăn chay trường lâu chưa? Hơn năm rồi. Mấy năm anh? Hơn năm rồi. Hơn năm rồi. Đó thì nãy giờ Phương cũng hỏi anh Lộc đó. Thì anh ngồi ở đây rồi bán chanh không được. Có lúc thì cả tháng thì bán được 2 bức chanh chỉ 400 ngàn. Thì cũng không dám đi xe ôm về. Thì đây anh nói cũng tội nghiệp đó bà con cô bác. Mấy lần Phương không. Đi tới đây đó thì Phương cứ ghé. Cứ ngang qua ghé lúc mà Phương đi chở con về thì Phương cũng không thời gian đó. Thì hôm nay thì Phương có thời gian, Phương sẽ hỏi anh, anh nói cái hoàn cảnh ảnh đó. Rồi buôn bán rồi ngồi như thế này nè. Có bữa thì em thấy anh ngồi suốt từ 10 giờ chứ tới chiều luôn. Mà ngồi gió, mà hôm nay là ít gió ha. Ít lạnh, mấy bữa anh lạnh thấy là tội nghiệp lắm. Tiêu ấy luôn à. Dạ. Bây giờ Phương sẽ quay lại cái góc đường anh hay ngồi nha bà con các bác. Góc đường biệt thự Trần Phú này, trước màn hình bà con các bác là biển Nha Trang. Bây giờ em có nhận tiền của Mạnh Thường Quân đó. Em sẽ gửi cho anh ha. Để anh có một cái chút gì anh đến anh dành anh tiêu ha. Để anh đã dành tiêu ha. Dành tiêu chứ không có dám đi xe thồ thì hết tiền. Không đi xe thồ là bao nhiêu tiền? Đi xe thồ từ đây về nhà anh là bao nhiêu tiền? Từ đây về tới đó 50-60 ngàn á. Chứ anh không có cái xe máy à? Không có xe máy. Xe mà anh chạy xe thồ đâu? Hư rồi hả? Hư sửa 5-6 triệu bạc rồi sửa một lần rồi bây giờ nó hư đỡ. Dạ. Bây giờ không khả năng nữa. Dạ. Bây giờ Phương sẽ lấy tiền ủng hộ ảnh, là cái em Phương sẽ ủng hộ cho ảnh là 500 nghìn. Tiền của chị Hà Việt Kiều Canada sẽ gửi cho ảnh 200 nghìn.
rồi Phương lấy tiền của chị Hương và anh Ấn 300.000 nữa là 500.000. Phương thấy rất là tội nghiệp đó mà, cô bác. Bây giờ em sẽ gửi cho anh ha, tổng cộng là 500.000. Chị Hè là 200.000. Anh Ấn, chị Hương 300.000 là 500.000. Anh nhận giùm em ạ. Cảm ơn chị Hè đã giúp đỡ cho em là 200.000, chị Hương là 300. Rồi. Chị Hương với anh Ấn. Chị Hương với anh Ấn 300. Em thành thật rất cảm ơn. Giờ anh nhìn trên cái tay anh nhận của em là bao nhiêu tiền? 500.000. Rồi 500.000 ha. Anh có nguyện vọng gì anh nói trên đây ạ? Mình nguyện vọng sao có được mà cô bác các chị giúp tàu cho Bân Lộc có một cái phương tiện đi tới đi lui. Nếu mà có một cái phương tiện á thì anh có thể mà anh không bán được đây, có thể anh chạy xe thồ đúng không? Không, cũng bán ở đây luôn. Nếu mà bán thì nhiều khi đâu em thấy đâu có khách mua đâu, cứ hàng ngày mà không có khách mua được tiền đâu mà anh mua sinh. Thì có cái xe đây, nếu mà gặp khách đi xe thồ thì mình cứ đi, mình vẫn đi. Không có bán được chanh á thì anh kiếm một cái xe, rồi ai ví dụ khách du lịch hay đi ngang qua đây đó thì anh cũng có chiếc xe, anh cũng chạy xe ôm hay là gì, kiếm được cũng vài chục qua ngày chứ em thấy anh đâu có, nhiều khi cũng đâu cả tháng mà anh bán được 2 bức tranh mà sao mà anh mua sinh được. Em hỏi anh Lộc rồi thì giờ Phương sẽ hỏi lại cái địa chỉ, nếu mà bà con cô bác về gần đó thì sẽ biết anh Lộc nhiều hơn ha. Anh ơi, bây giờ anh nói giùm em cái địa chỉ của anh hiện tại đang ở ạ. Địa chỉ tổ 15 Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp. Dạ, thành phố Nha Trang. Anh nếu mà anh có cái số điện thoại anh có thể anh nói lên đây được không ạ? Anh nói ạ. Số điện thoại là Văn Lộc là 070 258 1106. Dạ. Đó, Phương cũng nói ảnh cũng góp ý cho ảnh những cái gì ảnh có thể mưu sinh được hàng ngày đó bà con có bác. Ảnh cũng cho Phương cái số, cũng đọc lên cái số điện thoại trên cái kênh của Phương rồi. Bây giờ thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục đăng những cái hoàn cảnh, rồi những nơi du lịch, rồi ẩm thực cho bà con có bác xem. Nếu bà con có bác yêu thương Phương, đăng ký kênh, like, share, ủng hộ cho Phương đó, để Phương ra nhiều video mới cho bà con có bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.